Mẹ đâu ta? Mẹ lâu quá. Bao năm vẫn thấy trời vời, sợ rằng một mai chẳng còn ai rồi, chẳng còn ai. Cái này không có vui gì hết. Ê, ca sĩ. Ca sĩ á. Ê, gặp ca sĩ. Chụp hình với anh được không? À, được, 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 dạ, được, dạ, được, dạ, được, dạ. Được, được, được. Em nhưng mà anh hình như nhắm mắt đi. À, đây, là, đây. Dạ, à. Anh tên gì vậy? Ủa? Em thấy anh quen quen, chắc là người nổi tiếng á mà em không biết tên gì á. À, thế à? Anh tên gì vậy? Anh tên là Đỗ Hoàng Dương. Đỗ Hoàng Dương hả? À. Đỗ Hoàng Dương là ai ta? Ủa? Thôi kệ, để em về em search ra Đỗ Hoàng Dương xong rồi em đăng lên. Ủa? Chú, con biết chú á. Chứ con thuộc mấy bài nhảy trên TikTok của chú luôn á. Biết luôn á? Tên bài là gì? Ai biết? Nhảy thì biết. Ủa? Được ôm với ca sĩ. Được nhảy với ca sĩ luôn. Sao con biết bài này? Sao biết nhảy? Con coi TikTok 24/24 luôn á. Con ở nhà sáng con lướt, cái con thấy bài thì khóc trên bài anh vậy á. Chứ chưa lướt cũng thấy, cái tối lướt cũng thấy. Chú Dương chú Dương chắc ngủ mơ nữa rồi, chắc không gặp được chú Dương rồi.